Mình lại xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình chia sẻ với anh em cách kết nối máy chẩn đoán lỗi Motoscan với cái dòng xe Kimco anh em ạ. Vâng, một cái dòng xe mà có thể nói là nếu như ở địa phương mình thì cũng là rất là hiếm. Mình nghĩ là nó cũng thuộc cái hàng độc đấy, chứ mình cũng không hay chạm cái dòng xe này đâu. Đấy, có những cái vùng miền đấy thì anh em cũng hay gặp dòng xe này. Đấy, nhưng mà đặc biệt ở khu vực mình thì có thể nói là rất hiếm nhé. Lâu lâu lắm mới lại gặp một chiếc xe Kimco anh em ạ. Vâng, vậy thì với dòng xe này thì cũng rất nhiều anh em cũng đã hỏi mình là anh ơi, thế thì rắc kết nối của cái dòng xe này trên máy của mình là rắc nào? Vâng, mình quay trở lại nhé. Vừa rồi mình xin lỗi, mình tạm dừng về mình nghe cuộc điện thoại của anh em đến từ Nam Định hỏi phiên bản máy môn tác phiên bản 2.7 đã ra chưa để anh em đặt máy để anh em mua. Vâng. Chắc khoảng 1-2 ngày nữa thôi là có phiên bản máy V2.7 anh em nhé. Đấy, tầm 2 ngày nữa anh em nhé. Anh em cũng chuẩn bị tinh thần cập nhật với anh em đang có máy môn táp nhé. Anh em cập nhật lên phiên bản 2.7 chuẩn bị rồi nhé. Chương trình lần này cập nhật cũng rất là nhiều chương trình mới đấy anh em ạ nhé. Đấy, còn anh em mà đặt máy môn táp thì mình sẽ gửi máy mô tô xuyên táp phiên bản V2.7 luôn anh em nhé. Vâng, bây giờ mình quay lại nội dung mà mình muốn chia sẻ với anh em. Đấy, thì nhiều anh em ấy hỏi là anh ơi, cái rắc chẩn đoán lỗi của xe này là nằm ở đâu là một này. Hai là trên cái rắc đọc lỗi của bộ máy môn táp hoặc mô tô cân 7 đấy thì nó là cái rắc nào đấy, thì em không thấy nó có. Vâng, vậy thì cái câu hỏi này mình cũng nghe cũng rất là nhiều đúng không ạ. Đấy, rất nhiều anh em không để ý đâu. Thế thì hôm nay thì nhân tiện có chiếc xe Kimco ở đây thì có thể nói là nó cũng đại diện cho những cái dòng ví dụ như là Peugeot đấy, SOM, Suzuki chẳng hạn. Đấy, những cái dòng xe đấy chẳng hạn thì nó không có nguồn tại rắc chẩn đoán lỗi, có nghĩa là gì, ta cắm máy vào nhưng mà máy chưa lên điện đấy, ta phải cấp nguồn riêng cho máy. Nhưng anh em nhớ cho mình nhé, anh em cấp nguồn là phải nguồn ắc quy trên xe còn đang kết nối với hệ thống điện của xe nhé. Đấy, nhiều anh em là mang một cái bình ắc quy đặt ở dưới đất xong anh em kết nối với xe thì làm sao anh em đọc được lỗi trên xe đúng không ạ, làm sao kết nối được vì nó có trung âm đâu. Đấy, vậy thì đường truyền calai là so sánh với mát anh em nhé. Vâng, vậy thì bây giờ trước tiên mình sẽ hướng dẫn rất là chậm thôi đấy, để giúp anh em chưa nắm được thì anh em cũng nắm được khi anh em kết nối với những cái dòng xe này. Đấy thì đây là rắc DLC01 thì anh em đọc xóa mã lỗi vân vân. Đấy, rồi theo xem thông số hiện hành. Đấy, kiểm tra tỷ lệ hòa khí trên ép. Vâng, cáp đa năng thì ngày nay thì máy môn táp đã trang bị đầy đủ hết rồi anh em nhé, rất là tiện lợi. Vâng, đây là một sợi cáp đa năng 500.000 đấy anh em ạ. Anh em nào mua thì mình gửi cho nhé, đây này. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, đây thì mình cũng giới thiệu qua. Đấy thì cáp này ấy, thì anh em là cáp đa năng rồi. Honda đây, Honda thông dụng phổ thông đây. Còn Honda đời mới nhất thì chân kim đây. Anh em cắm cái rắc này vào nhé. Đời mới nhất, chân kim. Đây là Honda phổ thông này. Đấy, cắm rất nhiều xe. Đấy. Thế còn là đây là dòng xe của hãng Yamaha. Đấy. Có nguồn tại rắc độc lỗi, ví dụ như là Exciter chẳng hạn. Đấy. Còn những cái dòng mà ví dụ như là Grande mà chưa có nguồn tại rắc độc lỗi, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ Novo FI. Đấy, rồi là Silas FI, Jupiter FI thì anh em cắm cái dây calai này vào, cái dây calai của người ta cái chiến xe đấy nó là rắc đực thì mình rắc cái mình cắm vào, và nhớ anh em dùng cặp ắc quy nhé, kẹp nguồn đấy, cái nguồn anh em cấp nguồn cho máy đúng không ạ. Vậy thì đây là những xe mà khi cái rắc là anh cắm là đã có nguồn tại rắc độc lỗi rồi đúng không ạ. Anh em cắm cái là bật khóa điện lên là có điện rồi nhé. Yamaha thì có nguồn chức khóa, cắm một cái đã có điện rồi anh em nhé. Vâng, vậy thì những dòng xe mà không có nguồn tại rắc độc lỗi thì chỉ có một cái dây calai thôi. Vâng, vậy thì đây, một là dành cho Yamaha, hai là dòng dành cái rắc này, rắc calai màu vàng này, lẻ đơn này này, là dùng chung cho tất cả các xe, hãng xe, ví dụ như là Kimco xe này, hoặc SOM, Suzuki, Piaggio, vân vân nhé. Thì anh em cắm cho mỗi dây calai này. Vâng, và đây là cái rắc chẩn đoán lỗi của dòng xe Kimco, nó nằm hay cạnh ở ắc quy này nhé. Đấy, đây là cái đại thủ công này, mình không nói, đây là mình nói hướng dẫn với anh em đọc bằng máy chẩn đoán. Thì anh em rút cái này ra cho mình, cái nắp đây. Đấy, anh em rút ra này. Vâng, sau đó là anh em cắm cho mình vào chân giữa anh em nhé, giữa đây. Đấy, hãng xe SOM Kimco anh em cắm ở chân giữa, cái mỏ này quay lên trên nhé, cái mỏ này quay lên trên, anh em nhìn thẳng vào, anh em cắm chân giữa. Còn hãng xe Piaggio anh em vào cắm vào chân ngoài cùng bên phải nhé,
đấy, quay ngay cùng bên phải. Thế còn ví dụ như hãng xe Suzuki đấy, thường là anh em phải cắm vào dây trắng sọc đỏ đấy anh em nhé, trắng sọc đỏ gì cả lại. Vâng, vậy thì mình đã cắm xong rồi. Vâng, và bây giờ thì anh em nhớ là gì, phải dùng nguồn ắc quy trên xe đây, ắc quy đây đấy. Anh em nào mà chưa có cắp đa năng này thì liên hệ với mình nhé, anh em nên dùng cắp đa năng thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều, đúng không? Anh em không phải cắm rắc đơn lẻ như những thế hệ trước nữa. Vâng, và đây là bộ cáp cấp nguồn ở trong bộ máy mô tô xe cáp, và anh em nhớ nhé, anh em phải dùng đúng bộ cáp cấp nguồn này, bởi vì trên bộ máy mô tô xe cáp của mình có rất nhiều chức năng mà anh em cần phải dùng cái bộ cáp cấp nguồn này. Nhưng nhiều anh em bị hỏng, anh em mới chế cháo đường dây không chuẩn kỹ thuật, đúng không ạ, thì dẫn đến kết quả bị sai số. Cho nên anh em phải dùng đúng kẹp cấp nguồn này đấy, của công ty sản xuất thì nó mới đạt đúng tiêu chuẩn về dòng điện, đúng không ạ, dẫn điện nó mới tốt và nó mới đúng các thông số kỹ thuật mà trên chức năng máy mô táp của mình rất nhiều cái chức năng. Mà nếu như anh em dùng cái dây mà chế cháo cặp cặp cấp nguồn không đủ dòng, đúng không ạ, đấy, dây điện không đúng tiêu chuẩn, dẫn điện kém, điện trở không đúng thì sẽ dẫn đến kết quả bị sai anh em nhé. Vâng, anh em nhớ là dùng nguồn ắc quy trên xe cho mình. Đấy, mình nhắc lại một lần nữa là mình đã nói nhiều ở video rồi là anh em nhớ là phải dùng nguồn ắc quy trên xe với cái chức năng đọc mã lỗi, xóa mã lỗi, vân vân, kết nối với xe. Anh em phải gì? Dùng nguồn ắc quy trên xe nó mới trung âm này. Đấy, bởi vì đường truyền ca lai này, đấy, là khi mình chuẩn đoán mã lỗi vân vân kết nối với xe là so sánh giữa dây ca lai với mát nhé, so sánh với mát. Cho nên là gì? Mát phải mát chung. Đấy, anh em dùng nguồn ắc quy bên ngoài không được anh em nhé. Đấy, mình giải thích rất là chi tiết để anh em nắm được, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì anh em sẽ kết nối với bộ máy mô tô xe cần táp thì anh em phải dùng kẹp cấp nguồn này là đúng rồi, và anh em cắm với máy nhé. Rồi, mình cấp nguồn cho máy mô tô xe cần táp, máy lên nguồn luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại màn hình. Rồi, mình tắt điện để cho đỡ loát ý. Rồi, mình bật khóa điện thì nhớ anh em nhé, là anh em phải thao tác là bật khóa điện lên. Đấy, bởi vì là rất nhiều anh em là rất là chủ quan, bởi vì là khi mà anh em cấp nguồn cho máy mô táp bằng kẹp cấp nguồn rồi thì có nghĩa là nghĩa máy có nguồn rồi, nhưng mà anh em lại quên một động tác là anh em không bật khóa điện lên anh em nhé, không bật khóa điện lên cho nên không thể kết nối được với eSIM là như vậy. Motoscan Tab xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, và máy mô táp thì bây giờ anh em thấy là tất cả các chức năng được trải rộng ra hết một mặt máy rồi. Thế cho nên là anh em dùng chức năng nào thì anh em bấm vào chức năng đó nhé. Vâng, và xe này thì anh em chọn cho mình là hãng xe Kinko. Tìm xe tự động luôn. Và anh em sẽ dùng chức năng nào thì anh em bấm vào chức năng đó. Mình lấy ví dụ cái xe này thì mình có thể vào xem thông số hiện hành. Đây, và tất cả các thông số sẽ được hiển thị lên trên màn hình. Nhiệt độ động cơ, nhiệt độ khí nạp. Để anh em nhìn thấy khi kết nối này là mình thấy là cơ bản là hai cảm biến nhiệt độ này là cũng tương đương giá trị nhau. Là ok đấy anh em nhé. Điện áp ắc quy, đây là điện áp ắc quy là mình chưa nổ máy mà phải đứng góc nghiêng. Vâng, mình khảo sát qua tí rồi, cơ bản là mình hướng dẫn anh em kết nối với dòng xe này, bởi vì chiếc xe này thì rất là khó nổ và xe này thì đang bị hỏng kim phun anh em ạ. Mình cũng đang đặt chiếc kim phun này thì anh em biết rồi, với dòng xe này thì bán thì trả bao nhiêu tiền thì kim phun thì rất là đắt anh em nhé, rất là đắt đấy anh em ạ, đắt.
rất là đắt. Với chiếc Pinkun này mình cũng đang đặt, gọi là xe này là chữa nhiều khi là một tiền gà ba tiền thóc. Vâng, đây là các thông tin đã được hiển thị trên giao diện màn hình máy mô tô tác. Vâng, mình cũng giới thiệu qua như vậy để anh em nắm được nhé. Vâng, vậy thì anh em khi mà có máy mô tô tác cũng như là mô tô chạy bật, mô tô chạy xe vân vân, thì anh em kết nối thì anh em cũng lưu ý kết nối như vậy để anh em nắm được để thông tin rất rõ để anh em có thể mua được một chiếc xe cũng là rất là kỹ. Nhưng mà có những anh em ấy thì bảo là ở địa phương của em rất hay gặp cái đầu xe thì những thông tin như vậy là một cách kết nối nhất. Vâng, vậy thì chương trình mua máy mua hợp tác thì rất nhiều các chương trình khuyến mại từ nhà phân phối của mình. Anh em quan tâm tới bộ máy hiện đại này thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116 nhé, để mình tư vấn cụ thể cho anh em. Đấy, với những cái dòng xe Kimco này thì nhiều anh em là cũng ít gặp đấy, không phải là hay gặp đâu. Đấy, kể cả mình cũng thế thôi. Đấy, nhưng mà nhiều địa phương anh em cũng lại bảo là em lại rất hay gặp dòng xe này. Thế thì mình cũng hướng dẫn cách kết nối với xe như vậy để anh em nắm được nhé. Bởi vì cũng rất nhiều anh em đã hỏi mình là anh ơi lại không có cái rắc để kết nối cho dòng xe này à, ở trên rắc cốt lõi. Vâng, vậy thì mình cũng làm chi tiết như vậy để anh em nắm được. Vâng, các chương trình mua máy chẩn đoán lỗi thì anh em biết rồi, khuyến mại rồi, đặc biệt là anh em khi mà mua máy chẩn đoán lỗi từ nhà phân phối của mình, anh em còn được gửi tặng tài liệu cách phân tích thông số hiện hành ở trên bộ máy mô thiên táp, cùng các tài liệu về góc đánh lửa sớm, tài liệu về đo dòng dò thông số ở các xe, rồi là cách phân tích một chiếc xe bị mất điện cao áp ra làm sao, mình làm rất là chi tiết để giúp anh em tìm những cái pan bị mất điện cao áp, vân vân. Đấy, rồi là các mã FOB dùng chung với SCU, các mã ESM của các xe, các hãng xe, vân vân. Rất nhiều thông tin, rất nhiều tài liệu mà anh em sẽ được tặng khi anh em mua máy chẩn đoán lỗi từ nhà phân phối của mình. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.